khu này là khu ghi phiếu công đức nha các bạn ơi. Wow, đông quá. Tiếp tục lên trên này là đền thượng à? Trên này là đền thượng cuối cùng à? Ôi, tiếp này mà mùng 10 tháng 3 thì còn đâu. Chắc không lách lối. Cái đầu năm mà phải là đông nha. Quá đông luôn. Đi cùng với đoàn đông lắm. Không đông lắm. Mọi năm là không phải có mặt đấy. Quá cao luôn. Ua. Và lại cầm một ít thôi. Cầm lẫn lộn. Ôi giời. Nhiều người quá. Ui. Núi Hùng cao ngất, một miền Tây vua tổ mình xưa gốc ở đây. Vua Hùng đã ở đây. Đây là đền cuối cùng nha các bạn ơi, đền thượng. Ui. Cao quá. Wow. Mới mùng 4 Tết mà đông này. Wow. Quá nhiều người luôn. Cái đoàn của mình kia rồi. Wow. Đó hết rồi. Lên lên chưa? Về đền thượng. Oh. Rất nhiều người đi dâng hương ngày đầu năm nha các bạn ơi. Ui, đông quá. Đèn đẹp quá. Wow. Đây chính điện các bạn, đèn ruộng. Cái đường đi đâu? Đi ra đằng ở phía đằng sau cái chỗ mỏ nó. Nhanh tay lên nhé, trong này không cho quay phim chụp ảnh đâu. Nhanh tay lên. Vâng ạ.